Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bước qua cái bài thứ hai, đó là bài những tôn giáo lớn trong đời sống của nhân loại. Như hôm rồi thì chúng ta đã trao đổi cái phần đầu của môn học của chúng ta, đó là nguồn gốc của cái tín ngưỡng. Rồi từ cái tín ngưỡng phát triển thành cái tôn giáo. Chúng ta cũng đã lần lại để truy nguyên, xem coi xuất phát từ đâu mà nó lại xuất hiện tôn giáo. Và chúng ta cũng đã đi đến cái kết luận là tôn giáo là một cái sản phẩm rất là đặc báo, rất là quyền diệu của con người. Nó bắt đầu từ cái sự hạn chế trước cái sức mạnh của siêu nhiên mà con người không thể lý giải được. Từ cái chỗ con người không thể lý giải được trước những cái sức mạnh của siêu nhiên đó, người ta mới bắt đầu suy nghĩ là có những cái thần thánh có liên quan để chi phối những cái sức mạnh đó. Và cũng từ đó mà trong người ta mới bắt đầu tiến tới cái mức nữa là phải cúng dái, khấn cầu ở cái ác cái đấng thần linh liên quan đó. Xong, tất cả những cái đó nó cũng dừng lại ở cái chỗ là một cái niềm tin, một cái niềm tin vào một cái hiện tượng nào đó. Rồi người ta suy diễn, khai quát nó lên. Thí dụ, người ta thấy mưa bão thì người ta nghĩ rằng có thần mưa. Người ta thấy sấm sét, người ta nghĩ có thần sấm, thần sét. Người ta thấy núi lửa phun lên, người ta nghĩ có thần lửa, vân vân. Sau khi xã hội phát triển dần lên qua hàng ngàn năm, từ cái hình thái công xã nguyên thủy, con người sống từng bầy đàn, rồi hình thành dần lên trong cái quá trình phát triển đó, để bắt đầu xuất hiện một cái xã hội có giai cấp. Đó là cái thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Thời kỳ chiếm hữu nô lệ. Thì tới khi thời kỳ chiếm hữu nô lệ, thì cái sự yếu kém của con người không phải chỉ với trước thiên nhiên nữa, mà sự yếu kém của con người đó còn trước cả cái sức mạnh của cái giai cấp thống trị, giai cấp bóc lột, của giai cấp chủ nô, cho người ta càng phải cơ cực hơn nữa, người ta càng tuyệt vọng hơn nữa. Và cũng trong những cái đó bắt đầu xuất hiện những cái điều kiện mà nó góp phần để hình thành lên cái tôn giáo. Tức là xuất phát từ cái niềm tin,
rồi đi tới cái chỗ là có xuất hiện những cái người xuất chúng để người ta lý giải những cái đó, mà cái lý giải của họ, họ thuyết phục được nhiều người tin theo, rồi cái lý giải đó họ hệ thống nó lại thành những cái quy chuẩn để mà họ truyền bá ra, tức là xuất hiện những giáo chủ. Và từ những giáo chủ đó mà xuất hiện những cái hệ thống là kinh lễ. Và khi mà người ta tin vậy rồi thì có những người đi theo, tức là có những cái người là thuần phục đi theo và trở thành những cái tín đồ đầu tiên, rồi trở thành những cái người thay mặt giáo chủ mà đi truyền bá phát triển những cái kinh lễ đó của giáo chủ mình, tức là có thầy tu, có tín đồ, thì khi đó nó bắt đầu xuất hiện cái tôn giáo. Khi đó bắt đầu nó xuất hiện cái tôn giáo. Và chúng ta thấy cái xuất hiện tôn giáo đó nó phải đi từ cái tôn giáo là buổi đầu, nó phải đi từ thì sao là những cái niềm tin trừu tượng đó, người ta tin ra những cái thiên thần chứ chưa xuất hiện cái nhân thần, chưa xuất hiện cái nhân thần, tin những thiên thần, tức là những cái người ta tưởng tượng ra để người ta gửi niềm tin vô đó. Và cũng chính từ đó mà nó xuất hiện những cái hệ tín ngưỡng với nhiều cái thần thánh khác nhau. Với nhiều cái thần thánh khác nhau. Đó là những cái tôn giáo đa thần. Tôn giáo đa thần. Thế thì ta thấy rằng là như vậy chúng ta thấy cái nói về cái tôn giáo thì bây giờ rất nhiều người hàng nhiều ngàn năm nay, rất nhiều cái nhà lý luận, nhà những triết gia của nhiều cái thời kỳ, từ cái thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung đại, thời kỳ cận đại, thời kỳ hiện đại, với nhiều cái quan điểm triết học khác nhau, người ta có những cái định nghĩa nó khác nhau. Xong có một điều chúng ta thấy cái nền của cái tôn giáo đó là cái tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng tức là phải chấp nhận một cái mức độ là cái xã hội hiện hữu và xã hội phi hiện hữu. Tức là cái hữu hình và cái vô hình. Chứ anh đã nói rằng niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo mà anh yêu cầu mọi người phải chứng minh bằng những cái khoa học cụ thể như là toán học, như là 1+1 = 2 thì là chưa phải là tôn giáo. Mà tôn giáo là người ta điều đầu tiên cái nền đó là cái niềm tin. Niềm tin tức là nó phải chấp nhận một cái hiện hữu và cái phi hiện hữu. Như vậy chúng ta thấy các cái điều kiện để xuất hiện nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Nhưng mà để thành một cái tôn giáo đầy đủ thì nó phải có những cái 4 điều kiện như chúng ta nói: niềm tin, giáo chủ, kinh lễ, thầy tu và tín đồ. Và chúng ta thấy trong từng cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trong từng cái giai đoạn thì người ta lý giải tôn giáo ở những cái góc độ, những cái cự ly khác nhau.
Và ngay kể cả cái lý giải tôn giáo đó, nó lại phụ thuộc vào những cái quan điểm chính trị của những cái người mà đứng ra để phân tích đó. Thí dụ, những cái nhà duy vật biện chứng như ông Marx, ông Engels, ông Lenin, thì đây là những cái nhà duy vật biện chứng, thì họ đã cho rằng tôn giáo là cái liều thuốc phiện, liều thuốc phiện để ru ngủ con người ta, mà giai cấp thống trị là sử dụng cái liều thuốc phiện đó để nô dịch, để mà giữ cái sự thống trị của giai cấp thống trị. Và cũng có những người cho rằng là với những cái sự phát triển của cái khoa học hiện đại ngày nay, tức là trước những cái hiện tượng sự vật gì đó đều sử dụng những cái lý giải về khoa học để phân tích, để chứng minh. Cho nên là trước cái sự phát triển của khoa học hiện đại thì tôn giáo không còn cái đất sống. Thế nhưng trên thực tế nó không phải là như vậy. Cũng như trong cái phần đầu chúng tôi nói với quý vị, cái vũ trụ thì nó vô tận, nó không có cái điểm dừng, thì nó vô tận. Nhưng mà cái tri thức con người nó có thể từng bước, thì cái khoảng này lấy cái gì giải thích? Thì người ta phải dựa vào một cái niềm tin nhất định để giải thích. Mà chính điều đó cũng tạo cho một cái tâm lý ổn định, cái sức mạnh cho cái con người, cho nhân loại. Cho nên chúng ta thấy là từ những đó chúng ta thấy qua các cái thời kỳ, qua các cái giai đoạn, cho nên tôn giáo nó có nhiều cái hình thức tôn giáo. Tôn giáo có nhiều hình thức tôn giáo. Thì chúng ta thấy là tôn giáo cái thời kỳ, cái hình thức thì nó có nhiều hình thức. Cái thời kỳ nguyên thủy, rồi cái thời kỳ là xã hội có giai cấp, và cái thời kỳ hiện đại. Các hình thức tôn giáo. Chúng ta thấy trong cái thời nguyên thủy cổ đại, trong các nhà khoa học thì người ta cũng xếp ở một cái khoảng thời gian này thôi, chứ cũng không có định một cái con số tuyệt đối cụ thể. Tức là người ta tính là cái thời kỳ cổ đại đó, nó khoảng là 2.000 năm trước công nguyên, trở về trước trước nữa. Thì trong cái thời kỳ cổ đại này, cái tín ngưỡng rồi cái tôn giáo nó có tính chất rất là đơn sơ, những cái niềm tin cũng rất là đơn sơ, rồi cái lý giải cho những cái niềm tin đó, cho những cái sự vật hiện tượng đó, nó cũng rất là đơn sơ. Và nó cũng chỉ có cái tác dụng ở phạm vi của một cái không gian hạn hẹp. Không gian hạn hẹp. Ở vùng nào đó, ở một cái địa phương nào đó, nó có xuất hiện một cái việc gì đó mà người ta không giải thích được, thì bắt đầu mới là có cái niềm tin để xuất hiện, dần trở thành một cái tôn giáo để giải thích về cái sự vật hiện tượng đó. Mà nó không quá lan tỏa ra ở những cái chỗ khác. Ở những chỗ khác. Và tất nhiên ở trong những giai đoạn đó thì cái việc mà tiếp xúc, giao lưu nó cũng không có điều kiện.
Ngày nay có thể nói là thí dụ chúng ta thấy người ta phát hiện cái bệnh, cái vi khuẩn mà để mà nó truyền cái vi khuẩn Zika làm cho bà mẹ mà sanh ra trẻ em cái đầu nó bị nhỏ lắm. Trong một cái thời gian rất ngắn thì này lại lan ra hàng nhiều chục nước ở trên thế giới. Cho nên ngày nay quý vị thấy do những cái điều kiện thông tin nó quá nhanh, rồi những cái điều kiện tiếp xúc nó cũng rất nhiều cái phương tiện. Cho nên là có những cái nó lan rất là nhanh. Mà chính vì đó người ta phải sử dụng các cái hình thức, các cái tổ chức có tính chất toàn cầu để mà giải quyết những vấn đề đó. Để giải quyết những vấn đề đó. Vì vậy, ở thời kỳ cổ đại này thì nó đâu có như ngày nay. Cho nên là cái hình thức tôn giáo nó đơn sơ và nó cái phạm vi ảnh hưởng nó hẹp trong phạm vi trong một cái địa phương, một cái vùng. Qua tới cái thời kỳ trung đại thì người ta tính là khoảng từ thế kỷ thứ 16 sau công nguyên trở về trước. Từ thế kỷ thứ 16 sau công nguyên trở về trước. Tức là trở về cái thời kỳ cổ đại. Thì người ta xếp đó là thời kỳ trung đại. Thì ở những thời kỳ này, các cái hình thức tôn giáo nó được phát triển lên. Và quý vị cũng chú ý, các cái tôn giáo độc thần á, nó cũng xuất hiện trong cái khoảng thời gian này. Tôn giáo độc thần. Và trong thời kỳ này thì các tôn giáo, một số các tôn giáo đã trở thành những cái tôn giáo thế giới, chứ không phải chỉ là những cái tôn giáo địa phương nữa. Vì thời kỳ này là thời kỳ là xã hội đã phân chia giai cấp rất là khắc nghiệt. Và trong giai đoạn này là cái giai đoạn mà phần lớn các cái nước trên thế giới ở trong cái thời kỳ là chiếm hữu nô lệ. Mà trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ thì các cái nước mạnh, các cái bộ tộc mạnh, họ sẽ xua quân đi đánh chiếm các cái nước yếu hơn, các cái bộ tộc yếu hơn, để họ chiếm đoạt các cái thành quả kinh tế, thậm chí họ bắt nô lệ ở những cái vùng, những cái bộ lạc mà thất trận đó về làm nô lệ. Thậm chí trong giai đoạn này cũng là giai đoạn mà cái việc đi săn bắt nô lệ để đem bán nó cũng phát triển từ đây. Nó cũng phát triển từ đây. Hôm rồi tôi có kể cho cái bài rồi, không biết tôi có nói cái việc là cái người nô lệ bên Mỹ chưa? Mình đi đó mình không tưởng tượng được. Mình không tưởng tượng được. Mà mình vô đó người ta phục dựng lại một số những cái hình ảnh để mà mình coi trên phim thôi. Nhưng mà đến đó người ta phục dựng lại những cái hình ảnh mà người ta đưa cái người nô lệ ra chợ rồi người ta bán như ở mình. Mình cứ hình dung, nhưng mà người ta đem gà đem vịt ra ngoài chợ rồi trói cái chân lại cột để đó, rồi người ai muốn mua lại là lựa qua lựa lại để mà mua. Như vậy thì chính vì trong giai đoạn này cái sự phát triển những cái đội quân xâm lược ở những các cái nước mạnh, các cái bộ tộc mạnh
để chinh phục các cái nước yếu, các bộ tộc yếu hơn. Chính vì vậy mà trong giai đoạn này các hình thức tôn giáo được sử dụng ở cả hai cái tầng lớp thống trị và tầng lớp bị trị. Tầng lớp bị trị thì trước những cái áp bức, những cái bất công đó thì họ cũng tìm mọi cách để mà họ tựa vào, họ gửi gắm cái niềm tin đó để mà họ tập hợp những cái người cùng khổ lại, để họ cũng cố tìm ra cái sức mạnh để mà họ giải thoát cho mình. Còn kẻ thống trị thì họ cũng tìm chẳng những là súng đạn, những cái phương tiện để mà thống trị về mặt vật chất, mà họ cũng tìm những cái phương tiện để thống trị về mặt tinh thần. Tức là họ cũng sử dụng các cái hình thức tín ngưỡng tôn giáo để họ chế ngự lại những cái người là nô lệ dưới sự thống trị của họ. Do đó chúng ta thấy trong giai đoạn này là giai đoạn nó bắt đầu phát triển các cái tôn giáo thế giới đó. Giai đoạn này tất nhiên nó với nhiều cái hệ thống tín ngưỡng khác nhau, tức là nhiều cái tôn giáo khác nhau. Có những cái tôn giáo là họ gom lại nhiều cái vị thần. Ví dụ tôn giáo ra, ví dụ là người ta thờ thần núi, thần sông, thần biển, thần lửa, thần rừng, vân vân. Thì có những cái tôn giáo họ gom những vị thần lại. Cho nên là khi xuất phát những cái tôn giáo này là chủ yếu là những cái tôn giáo đa thần. Thế nhưng cái gì cũng sẽ thấy một cái điều là khi mà người ta tới một cái mức, người ta thấy là theo cái tín ngưỡng nào ông thần này cũng không giải quyết được cho mình, ông thần kia cũng không giải quyết được, thì lúc bây giờ trong suy nghĩ người ta tức là phải tìm đến một vị thần nào cao siêu hơn nữa, vị thần nào có thể là chi phối được tất cả những vị thần này. Và từ đó cái tôn giáo độc thần xuất hiện. Tôn giáo độc thần xuất hiện. Thế thì chúng ta thấy cái hình thức tôn giáo thứ hai, tức là hình thức tôn giáo trong cái xã hội có giai cấp, bắt đầu xuất hiện cái này. Đó là, và các cái tôn giáo thế giới đó, tức là tôn giáo có ảnh hưởng ở tầm rộng vượt ra ngoài cái biên giới của lãnh thổ quốc gia đó, là nó cũng xuất hiện trong cái thời kỳ đó. Và tới cái thời kỳ cận đại, cận đại rồi hiện đại, trong thời kỳ cận đại này người ta dựa vào cái mốc là cái sự phát triển của xã hội vào thế kỷ thứ 16-17, đó là cái cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất. Khi mà ở châu Âu có nhiều cái nhà khoa học họ phát minh ra những cái phương tiện phục vụ cho một cái cuộc sống, cho cái sự phát triển mà trước đó không có. Thí dụ người ta phát hiện ra cái máy nổ,
cái động cơ nổ. Vì trước đây thì không thể nào mà có cái động cơ nổ. Trước đây tất cả là bằng sức người thôi, sức người thôi. Rồi là người ta dựa vào cái sức người là chính thôi. Cởi ngựa, bắn cung, dùng sức là đào bới, cuốc, đập, vân vân. Nhưng mà ở những cái thế kỷ 16, khoa học kỹ thuật bắt đầu phát triển. Thì khi khoa học kỹ thuật phát triển thì nó lại những cái nước mà họ tận dụng được cái khoa học kỹ thuật này để họ phục vụ cho cái sự mở mang kinh tế của họ, họ phục vụ cho cái việc là lấn chiếm thuộc địa thì cũng từ đây. Thì trong giai đoạn này là các cái nước ở khu vực châu Âu là những cái nước mà họ phát minh ra những cái khoa học kỹ thuật sớm hơn. Còn trước đó thì nó cũng có, nhưng mà lại là những cái việc mà ứng dụng vào cái cuộc sống của học kỹ thuật nó hạn chế. Thí dụ như là ở đây mình qua Campuchia, mình thấy cái văn hóa Angkor, những cái đền Angkor Wat, Angkor Thom. Ở đây thì chắc nhiều vị cũng đã qua Campuchia rồi. Hiện nay mình đây qua Campuchia đi về quý vị tốn khoảng chừng 5 triệu bạc là quý vị có thể đến Angkor ở đó 1-2 đêm. Mua cái vé xe đò ra chỗ đường Tản Đà cho quận 5 này, mua cái vé xe rồi họ mình nộp tiền cho họ vé xe, họ xin visa rồi vô rồi về ăn ở luôn, đi về khoảng chừng 4 triệu. Thì mình qua đó mình thấy một cái nền văn hóa nó quá là đồ sộ. Có thể nói là những cái công trình mà do con người làm lên á, thì những cái mà tôi biết á, tôi có đi tới rồi đó, thì tôi thấy là cái Angkor là vĩ đại nhất. Tôi có đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đến cái nền văn hóa của ở Peru, ở Brazil, rồi là đến bên Ấn Độ, đến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà tôi thấy cái chỗ mà cái công trình kiến trúc mà có thể nói là bằng cái sức con người làm á, có thể là cái Angkor là vĩ đại. Nó vĩ đại không phải là nó quy mô. Cái quy mô thì ví dụ như cái Vạn Lý Trường Thành nó dài tới 6-7 ngàn cây số. Nhưng Vạn Lý Trường Thành mình nói là Tần Thủy Hoàng làm chứ không phải. Vạn Lý Trường Thành trước, bởi vì cái nước Tàu hồi trước nó là hàng chục cái nước. Nó bị cái phía phương Bắc á, tức cái đám mà cái trên chỗ là Mông Cổ ở trên á, là đám Thảo Nguyên nó cởi ngựa, nó bắn súng, bắn cung, đánh xuống. Cho nên cái nước nào nó cũng xây đoạn để nó chặn cái ngựa. Nó chặn ngang rồi đó, nó xây cái tường, xây bằng cái Vạn Lý Trường Thành bằng đá rồi đó. Rồi khi Tần Thủy Hoàng lên, ông tóm thâu hết các nước đó, ông nối nó lại thành một cái dải dài vậy đó. Nhưng mà nó là nó đồ sộ ở cái chỗ là cái chiều dài của nó xây như là trên núi lên xuống, bề ngang nó tới mấy chục thước, dài mấy ngàn cây số. Nhưng mà cái Angkor thì cái giá trị của nó, cái thẩm mỹ đó, đây nhất là các cái vị nữ này, mình đi mình không có tưởng tượng được. Cái chạm trổ của họ vô trong đá mà giống như là cái bánh kem này đó. Tức là những cái đường nét đó, như là các cái bông bánh đó, trên người ta làm bột kem này đó. Nó tinh xảo như vậy. Nhưng mà nó cũng chỉ ở thế kỷ thứ 8, thứ 9, thứ 10 cho tới thế kỷ thứ 12 thôi. Rồi cái nền văn hóa mà ở Nam Mỹ đó, ở Peru với ở Brazil rồi đó, Peru với nền văn hóa Maya, thì đó là những cái bức tượng đá đục lại những cái thành phố mà ta nghĩ là cách đây cũng là nhiều ngàn năm. Thế nhưng mà rồi là thí dụ mình qua bên chỗ Ai Cập, hay là trước đây chỗ Iraq mà lúc mình nó chưa đánh Israel, nó có cái vườn treo Babylon thì tất cả chủ yếu nó là bằng cái lao động thủ công, lao động bằng cơ bắp, chứ nó chưa có phát triển khoa học kỹ thuật.
Nhưng mà ở tới cái kỷ thứ 16, 17 á, thì bắt đầu mới phát triển khoa học kỹ thuật. À, tức là bằng những cái trí tuệ sáng tạo con người ra. À, họ thiết kế, họ chế tạo ra, họ tác động vào thành những cái máy. Cái máy đó nó tạo ra những cái lực, nó gấp trăm, gấp ngàn, gấp nhiều chục ngàn lần cái sức người. À, ví dụ trước đây muốn đi qua cái đại dương, người ta phải canh cái mùa gió. À, mùa gió nào là căng cái buồm lên, gió thổi rồi cái đóng chiếc tàu bằng gỗ rồi nó theo gió mà nó đi, cho nên là đi lạc rồi đi ta không biết đâu. Nhưng mà bây giờ người ta chế ra cái máy, ta đúc cái củi vô người ta đốt, lúc đó nó chưa tìm ra được dầu, nó tạo ra cái máy hơi nước á, tạo ra cái nồi nước nó sôi, sôi cái áp suất nước đó, nó mạnh lên, mạnh lên nó mới tạo ra cái lực, lực đó nó làm cho cái piston máy nó vận động. À, nó tạo ra cái lực. Thì khi có những cái phương tiện đó thì các cái nước mà có tận dụng được các cái kỹ thuật đó đầu tiên, nó trở thành là những cái nước đế quốc đi chiếm các cái nước khác. À, vì họ tạo được cái máy hơi nước. À, rồi tiến tới nữa, từ cái máy đó, nó tạo ra được cái lực mạnh đó, nó mới bắt đầu là chế tác ra. Ví dụ trước đây lấy cái tay đập xuống thì cái miếng cái cục sắt này nó ra được chút, còn bây giờ nó dùng cái lực máy nó làm, bắt đầu nó làm ra được những cái loại vũ khí. À, và dần lên họ mới nghiên cứu, họ mới chế tạo ra được những cái loại thuốc nổ. À, khi thuốc nổ nó nổ ra một cái, nó ép vô trong một cái nòng ống dài, để những cái viên bi đó, thành nó tạo cái lực mạnh, thành nó phóng cái viên bi đó, nó đi xa cả trăm mét, cả ngàn mét vậy. À, thì nó tạo ra những cái loại vũ khí để bắn ra. À, thì khi nó tận dụng những cái đó thì bắt đầu họ sử dụng, họ phát triển cái thế mạnh để họ đi đánh chiếm các nước khác. À, đánh chiếm các nước khác. Cho nên quý vị biết, ở những cái giai đoạn này có những cái nước mà nó dám tuyên bố rằng là, thí dụ như nước Anh, nó là mặt trời thì không bao giờ lặn trên nước Anh hết trơn. Tại vì sao vậy? Tại vì nước Anh ở đây nè, ở một cái như một cái cù lao chỗ này có chút này nè, nó như đây nè. Nhưng mà nguyên cái khúc này nè là của Anh nè, Úc nè, rồi là thằng New Zealand nè, rồi là thằng Papua New Guinea đây nè, cũng Anh. Rồi là bên này hồi đó cũng Anh. À, rồi là chỗ là Nam Phi đây là cũng Anh. Tức là vì nó có tàu. À, bên châu Mỹ nè, cũng Anh qua chiếm. Bên Canada nè, chiếm đây. Vì nó có tàu cho nó đi qua đây, nó đi vòng xuống đây, đi qua đây. Tức là đi khắp các cái đại dương. À, nó chiếm. À, cho nên nó là mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh. À, nha. À, chứ nước Anh nó là một cái cù lao có chút xíu nè, so với các nước khác. Diện tích nó cũng xem với Việt Nam mà chứ không hơn. Thậm chí có những cái nước mà quý vị thấy, ví dụ như nước Hà Lan nè, nó chỉ bằng một phần năm nước Việt Nam này, chỗ này thôi, từ trên này nè, mà cách đây mấy thế kỷ nó đã chiếm nguyên cái Ấn Độ nè. Hồi năm 95 tôi qua Hà Lan, lúc đó nó mới có 14 triệu dân thôi, năm 95. Như vậy ở thế kỷ 16, 17, 18 không biết nó mấy triệu, mà cái đất nước Hà Lan nó nằm thấp ở dưới mặt biển á. Cái bình quân chung cái mặt đất của nước Hà Lan nó thấp hơn cái nước mặt biển khoảng một thước. Cho nên xung quanh cái nước là như là cái đê rồi đó. Như là cái đê. Nhưng mà thuộc địa nó là khắp nơi, thí dụ Indonesia trước đây cũng là thuộc địa của Hà Lan này. Cái này nè. Rồi là thuộc địa đó, Nam Phi cũng đã có lúc là thuộc địa của Hà Lan. Là vì sao? Là cái nhóm trên này là cái nhóm mà nó phát triển cái khoa học kỹ thuật đầu tiên. Cho nên nó lợi dụng cái khoa học kỹ thuật đó mà nó đi, nó chế ra máy hơi nước, chế ra tàu bơm bây giờ bằng máy, tàu nước bằng gỗ giờ tàu sắt. Trước đây là rượt bắt bắn người ta bằng cung, bằng tên, giờ là bắn bằng súng. Cho nên tất cả những cái đó
những cái nhóm chỗ này nè trở thành những cái đế quốc hết. Thế các quý vị thấy nè, ví dụ đây là Pháp nè, thằng Anh nè, thằng Tây Ban Nha nè, Bồ Đào Nha nè, Hà Lan nè, mấy cái này là nguyên cái đám này là cái đám là đế quốc ở những cái thế kỷ 17, 18, 19, nguyên đám này. Kể cả cái nước Mỹ đây là cũng cái đám này nó qua nó chiếm này, chiếm của dân cái đó. Cho nên quý vị để ý, toàn bộ cái châu Mỹ này, trên đất nước châu Mỹ hiện nay có ba cái thứ tiếng chính. Tiếng gì quý vị? Một là tiếng Anh, hai Mỹ Anh là một, còn gì? Hai là gì? Hả? Bồ Đào Nha, đúng rồi đó. Ba Tây Ban Nha. Tại vì sao? Đâu phải cái nguyên cái này là hồi đó giờ không có người. Người ta ở đây là ngàn 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 năm trước rồi. Nhưng mà gì? Ba thằng đó là ba thằng qua chiếm. Cho nên là nó thống trị và nó bắt đầu xác lập cái quyền cai trị đó. Thành thử ra từ đây trở lên nè là nói tiếng Anh. Khúc kia này là nói tiếng Tây Ban Nha. Tây Ban Nha riêng chỉ có một thằng một là nói tiếng Bồ Đào Nha, là thằng này Brazil. Brazil là nói tiếng Bồ Đào Nha. Kể cả Cuba rồi là Jamaica rồi vậy, cái vùng này nè, Caribe nè, cũng nói tiếng là Tây Ban Nha không. Cuba cũng nói tiếng Tây Ban Nha không. Bởi vì mấy đó là nó qua nó chiếm rồi thằng lấy một khúc. Thậm chí là thí dụ như thằng Canada đây, cái vùng mà giáp với đông nước Mỹ á, tức là vùng Quebec á, Canada nó có nhúm vô này nè là nói tiếng Pháp, còn lại phần lớn là nói tiếng Anh hết, nói tiếng Anh hết, chỉ có này nói tiếng Pháp. Tại sao vậy? Tại cái vùng đó là đó Pháp chiếm. Rồi sau đó Pháp nó Anh với thằng Mỹ với thằng nó thương lượng, nó bán lợi cho thằng kia. Cho nên là dân đây giờ dân cái vùng này, dân cái vùng Quebec nói tiếng Pháp. Mà nó kỳ thị nhau lắm á. Đi qua từ Mỹ mà đi qua đó, ví dụ từ Mỹ đi lên đây, đi qua đây. Qua tới chỗ này rồi. Từ cái bảng hiệu, cái tên đường rồi vô đổ xăng là đều sử dụng là tiếng Pháp hết. Không có chữ tiếng Anh hết. Chiều dài tính km, trọng lượng là tính là kilo. Rồi là chiều dài thì km rồi là mét. Cái nhiệt độ thì tính cái độ C. Nhưng mà qua mấy hôm nay là như một thế giới khác. Cái đổ xăng là tính ga lông, chiều dài là tính mai, đúng không? Và trên các cái biển báo, rồi các cái biển báo rồi tiệm ăn rồi cái này gì đó, là tiếng Anh hết, không có chữ tiếng Pháp, mặc dù là một nước một. Cái mình bị hỏi mấy người kia sao kỳ á, mắc gì tụi thêm, thí dụ bên đây nói tiếng Pháp cũng được đi, mà thêm dưới tiếng Anh cho người ta dần ta biết chứ. Ví dụ mình biết tiếng Anh, mình không biết tiếng Pháp. Nó nói cái thằng bên kia nó đâu có ghi tiếng Pháp đâu. Đáng lý ra muốn vậy thì nó trên là tiếng Anh, dưới nó cũng có phụ chú tiếng Pháp như tụi tao rồi. Thì tao làm, nó đâu có làm. Nên bên đây tao cũng làm vậy, mặc dù là hai thằng con nước một. Có lúc nó đòi trưng cầu, nó đòi tách ra cái vùng này nè. Nó đòi tách ra nước riêng. Nhưng mà tách ra là nó cũng trưng cầu ý dân đó, nhưng mà chưa được 50%, 40%, nó muốn tách. Nhưng mà cái vùng này thì nó giàu hơn nhiều, vùng này nó giàu hơn. Nhưng vùng này tách ra tiền này nó nghèo, cho nên là nó không tách. Mới đây thôi, cho tới bây giờ tụi nó cũng vậy. Vì sao nó vậy? Nguyên cái này, mà quý vị thấy nè, thằng Tây Ban Nha nó có chút xíu rồi ha, chỗ này, mà nó chiếm hết này luôn. Thằng Anh đây nè, qua chiếm đám này.
Thằng Pháp tự trong lõm trong này cũng lọt ở đây chiếm cái này. Thằng Pháp thì cái thuộc địa nó chủ yếu là nằm khu vực này, cái châu Phi. Chủ yếu là khu vực này, châu Phi. Cái gì để ý cái chỗ là trên bản đồ thế giới hiện nay, vừa thấy cái màu này là mỗi nước đó. Cái biên giới những cái nước này dường như là gần như cái đường thẳng, không thấy không? Đâu có cái nước nào mà thiên nhiên cái trái đất này nó có những đường thẳng này. Đâu phải. Tại vì đó tụi nó chiếm, rồi nó chia nhau. Nó lấy cái tọa độ, cắm kia cây, đằng cây cây, băng vậy là mấy này của mày, mấy này của tao. Đó. Thành nó ra cái đường biên giới những cái nước như thế này. Đó là những cái hệ quả để lại của các thời kỳ mà đế quốc xâm chiếm đất thuộc địa. Vì thời kỳ đó cũng có quốc gia, cũng có cái tộc người, cũng có tiếng nói, thậm chí cũng có chữ viết. Thế nhưng là người ta sống chủ yếu là vào thiên nhiên. Vì vậy cái sức mạnh, cái bộ lạc này đi chiếm bộ lạc kia cũng bằng cái sức mạnh cơ bắp, bằng cung, bằng ngựa, bằng tên. Thằng kia nó đem súng vô thì mấy này thua rồi. Cái này thua rồi. Thì đi theo cái này là cái gì? Ngoài cái chuyện sức mạnh để thống trị thì nó phải đi theo một cái thống trị về tinh thần, tôn giáo. Tôn giáo. Vì vậy mà các cái tôn giáo thế giới nó phát triển mạnh nhất là trong cái thời kỳ này, trong cái thời kỳ xâm lược, trong thời kỳ xâm lược. Và quý vị thấy hiện nay người ta tạm chia ra cái trái đất mình là năm cái châu, năm châu. Châu Á đây, châu Á đây, châu Âu đây. Cho nên là nghe có một phần bên châu Âu, phần châu Á. Châu Phi đây, châu Mỹ đây. Và cái này nó gọi là châu Đại Dương. Nhưng mà trong này nó chỉ có cái nước Úc lớn nhất, cho nên người ta gọi là châu Úc, chứ nó là châu Đại Dương. Trong này nó cũng có nhiều nước, như là Úc là Australia, New Zealand nè, Papua New Guinea nè, rồi những cái đảo, cái quốc đảo nhỏ 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 trên này, nó cũng 5-10 nước ở đây. Thì chúng ta thấy vì cái đám này là nó phát triển lên trước, nó mạnh trước, nó tận dụng sức mạnh đó, nó đi chiếm. Và cái chỗ cái đám này đầu tiên, thời điểm đó thì cái hệ thống tín ngưỡng mạnh nhất của khu vực này là Kitô giáo, là Kitô giáo trong giai đoạn này. Cho nên ngày nay chúng ta thấy Kitô giáo nó có mặt ở năm châu hết. Bởi vì này nó đi chiếm thuộc địa đâu thì nó ịn theo cái hệ tư tưởng nó vô. Cho nên ngày nay là Kitô giáo nó có cả châu Mỹ, có cả châu Phi, nó cả châu Á, nó có cả châu Úc như này, nó đủ hết. Đó là cái thời kỳ cận đại, là người ta tính từ thế kỷ thứ 17 cho tới thế kỷ thứ 20. Thời kỳ hiện đại thì người ta tính từ cái đệ nhị thế chiến. Đệ nhị thế chiến. Tức là khoảng như năm 1939-45. Đến ngày nay. Thế thì trong cái thời kỳ này, trong cái thời kỳ hiện đại này, cái tình hình phát triển trên thế giới nó đã khác. Nó đã khác. Người ta tính trên cái trái đất này từ đó tới giờ là có bao nhiêu cuộc thế chiến rồi quý vị? Đệ nhất thế chiến là lúc nào? Hả? Phải lớn lên. Phải nghiên cứu sử.
càng nghiên cứu tôn giáo thì phải càng nghiên cứu thử. Để dứt cái chiến năm nào? Trời ơi! Dân tốt nghiệp tú tài, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Phật học, cho trơn hỏi dứt chiến nào không biết. 14, 18. Để dứt cái chiến gồm những nước nào lâm chiến với nhau? Ở khu vực nào biết không? Hả? Vậy là nếu mà nói không biết là yêu cầu học viện dở là coi cái bằng tốt nghiệp đó, bằng thiệt hay bằng giả đó. Nhất là mấy cô trẻ trẻ này mà không nhớ ra là chết rồi. Đệ nhất thế giới nổ ra ở đâu? Ở châu nào? À, châu Âu đúng rồi đó, mà ở khu vực nào? Hả? Nga là sai. Nước Phổ, nước Đức là đúng một phần rồi đó. vô khu vực đó rồi đó. Không nhớ hả? Đệ nhất thế chiến nổ ra ở khu vực. Anh có dính chút chút đó thôi chứ cũng không phải là chính. Hả? Đệ nhất thế chiến là 14-18. Thấy không? Lúc đó là nó cũng đã phát triển cao rồi, bắt đầu cũng giành giật thuộc địa rồi. Nhưng mà để ý nè, mấy cái thằng mà ở trong này, chúng ta để ý là cái đám đế quốc đầu tiên là cái đám nằm mà mé này. Tại sao biết không? Nó không phải là đám trong này, là đám này. Đế quốc Đại Dương. Hiểu chưa? Tức là nó phát triển được cái tàu sắt, phát triển được cái động cơ máy hơi nước. Thấy không? Nó mới vượt đại dương đi xâm chiếm những cái này, khai thác thuộc địa. Nó qua bên đây, nó mới bắt qua đây, nó mới bắt là nô lệ đi bán cho cái đám nhà giàu mới bên đây nè. Nó qua đây nó chiếm đất, nó bắt đầu nó khai thác hả? Không có người thì là nó đi xách tàu vòng vòng xuống này, nó bắt cái đây, nó qua đây nó bán hả? Thì chủ yếu là mấy này, thằng Anh, thằng Pháp, thằng Tây Ban Nha, thằng Bồ Đào Nha, rồi thằng Hà Lan, rồi cái đám này. Thế thì cái đám này là quy cụm này nè, nó tiếp nhận cái khoa học kỹ thuật nó. Thì cái đám ở trong này nè, Đức, thấy không? Áo, Hung, nó là làm lọt ở trong này. Nó chưa ra ngoài này được. Mà nó cũng ứng dụng kỹ thuật, nó mạnh, nó giàu lên. Mấy này thì là cũng như nó mà bây giờ xách tàu đi cướp vòng hết. Thằng này nó mới bắt đầu mở rộng chiến tranh, nó đánh ra ngoài này. Cho nên một bên là Đức, Áo, Hùng. Mấy thằng trong này đánh ra cái đám bên ngoài này. Pháp, Hà Lan rồi bên đây nè, anh qua. Dạ. Rồi sau đó bắt đầu là cái đám bên đây là cái đám đế quốc Nga. Nga thì nó gọi là đế quốc Thảo Nguyên. Đế quốc Nga là đế quốc Thảo Nguyên. Tức là nó vô cái đồng bằng này, nó vô trong cái này. Thì cho nên là đệ nhất thế chiến nó là xuất phát điểm là từ cái công cuộc, một cái cuộc chiến để bắt đầu nó phân chia thuộc địa lại. Nhưng mà cái phe mà phát động chiến tranh lại thua. Tức là Đức, Áo, Hung là cái phe mà phát động chiến tranh để nhất chiến lại thua. Vì vậy, kết thúc để nhất thế chiến thì nó lại xuất hiện một cái chuyện mới là cái nước Nga. Nước Nga đây. Nga cũng là một cái đế quốc. Quý vị đi qua bên Nga, quý vị thấy đúng là Nga nó phải đem vĩ đại lắm. Những cái đế chế của nó cũng kinh hoàng lắm. Nó có những cái bảo tàng của nó mà trong đó có hơn 3 triệu cái hiện vật bảo tàng của Nga. Trước đây nó là một đế quốc lớn ở cái vùng đó. Nhưng mà rồi trong cái cuộc chiến đó thì nó lại là trong cái cuộc chiến đó
thì nó xuất hiện một cái việc là ông Lenin á, ông vận dụng cái triết học của ông Marx, ông Engels. Ông lợi dụng trong cái tham chiến của cái Nga hoàng suy yếu, ông chiếm cái nước Nga và ông xây dựng một cái nhà nước cộng sản. Thấy chưa? Vì trước đó thì ông làm không được. Trước đó bị cái nước Nga nó mạnh quá. Nhưng mà đệ nhất thế chiến nổ ra, nước Nga lâm chiến, nước Nga nó bị nước Áo Hung nó đánh xiển niễn. Cho nên là ông này ông lợi dụng cái cơ hội này, nó đang bị đánh yếu rồi, ông nhảy vô ông tấp đánh luôn, là ông cướp chính quyền, lập một cái nước Nga với cái học thuyết của chủ nghĩa cộng sản, kết thúc cái 14-18 đệ nhất thế chiến. Thì trên cái trái đất này nó không phải còn có cái nhóm chủ nghĩa đế quốc này nữa, mà nó lại xuất hiện một cái thằng là với một cái quan điểm khác hoàn toàn. Và rồi tình hình, cho nên là sau đại nhất thế chiến thì các cái nước này nó tập trung quân, nó đánh vô nghe mà nó đánh không thắng. Trong lúc đó nó đánh Nga thì nó mất cảnh giác đi, thằng Đức nó mạnh lên trở lại. Bắt đầu tới năm 39 thằng Đức nó đã có mấy ngàn cái xe tăng rồi, hàng chục ngàn cái xe tăng, hàng nhiều ngàn cái máy bay. Thằng Đức nó phát động chiến tranh lần nữa, quýnh nữa, năm 39, để nó giành thuộc địa lại. Thì lúc đó thằng Đức nó đánh qua khúc này, nó chiếm gần hết khúc này luôn, mấy cái nước này nó qua đây đánh luôn. Bắt đầu sau đó nó đánh ngược qua bên này, nó đánh qua phía Nga. Và kết với thằng Đức thì thằng Nhật từ tốt ở dưới này. Nhật từ lúc này cũng là Nhật Hoàng phát triển thành một cái nước đế quốc phát xít. Hai này nó kết nhau, mày lo mày đánh đám này, tao lo tao đánh đám dưới này. Thằng Mỹ thì từ tuốt mấy anh này không dính gì. Thế nhưng Mỹ thì lại đặt những cái hạm đội rồi Mỹ ở cái khu vực này, ở Trân Châu Cảng, ở cái đảo Hawaii trên Thái Bình Dương này. Thằng Nhật nó đánh luôn Mỹ luôn. Nó chưa đưa quân qua mé này được, không đưa quân mé này được, nó chỉ khúc này qua thôi. Thì nó dẫn ra cái đệ nhị thế chiến. Mà khi đệ nhị thế chiến kết thúc năm 45, thế giới nó lại phát sinh một cái chuyện nữa. Tức là trước đây Nga nó có chụm này, sau đó Nga nó lấy luôn nguyên cái 17 cái nước nhỏ nhỏ nhỏ, Latva, Litva, Estonia, rồi Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, dài để lấy hết, thành một liên bang Xô Viết. Nó giúp cho các đảng cộng sản khác tới năm 1945 tới 49 nguyên cái nước này Trung Quốc, Nga giúp đánh tưởng người thạch phải chạy ra tuốt ngoài cái đảo Hà Loan này. Thêm này cộng sản nó nói đây nữa, Mông Cổ rồi nguyên cái về này. Tới năm 54, Việt Nam đánh thắng Điện Phủ, cái khúc này lên theo cộng sản cái nữa, thấy không? Vậy là thế giới nó phân chia ra rồi, nó không còn có cái độc quyền của cái nhóm đế quốc ở chỗ cái cù này nữa, mà nó phân chia ra như thế này. Vì vậy các cái hệ tư tưởng rồi các cái hệ tín ngưỡng nó cũng do những cái tác động chính trị đó mà nó có những cái diễn biến nó khác. Vì bao giờ cũng vậy, nước nào cũng vậy, trên thế giới này khi ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, mà tới mức nào đó, cái đấu tranh tới mức nào đó nó thành những cái cuộc cách mạng xã hội. Mà khi nó thành một cái cuộc cách mạng xã hội rồi đó thì bao giờ nó cũng muốn là để làm được cái cuộc cách mạng xã hội thì nó phải có quần chúng, nó phải có lực lượng, thấy không?
chứ nói cách mạng xã hội có mình đứng là làng rồi đó, là ai làm? Tức là phải có người đi theo, phải có lực lượng quần chúng. Và khi đó các cái tổ chức tôn giáo luôn luôn là những cái tổ chức được tất cả các thế lực chính trị dòm ngó vô đó. Bị tổ chức tôn giáo thì phải có tín đồ. Để thành một tôn giáo, ngoài ông giáo chủ có kinh lễ, phải có hệ thống thầy tu, phải có tín đồ. Thấy chưa? Vì vậy, luôn luôn những cái biến động chính trị, cái diễn biến chính trị ở chỗ nào đó, ở nước nào đó, ở khu vực nào đó, hoặc là trên cái phạm vi rộng nào đó, thì các cái tổ chức tôn giáo nó cũng bị đi theo. Tới cái bài đạo hồi thì tôi sẽ nói cho lớp mình nghe. Mấy hôm nay là coi tin thấy rồi đó, ngay cả đêm, cái đêm là đón giao thừa đó, nó vô ngay những cái chỗ lễ giao thừa, nó bắn chết nhiều chục người bị thương, nhiều chết bị thương hơn 100 người. Rồi ở đó là ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nó nằm chỗ này nè. Thổ Nhĩ Kỳ nó nước nó cũng ngộ lắm. Thổ Nhĩ Kỳ đây, thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó nằm ở đây là cái khu vực châu Á, nhưng mà thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó có một chút ép chỗ này nè, là cái thành phố Istanbul á, nó lại nằm bên châu Âu. Nó có cái dòng sông băng ngang ở chỗ này nè, chút xíu chỗ này nè, nó có cái sông cũng cỡ như cái sông Hậu Giang mình thôi. Mà điều cái sông đó là cái sông nó nối qua cái biển, chứ không phải là cái sông là từ trên núi mà đất nó xuống, cho nên nước nó trong vắt à, nó bắt cái cầu qua. Đứng bên này là châu Á mà bước qua cầu kia là châu Âu á. Thổ Nhĩ Kỳ nó có khoảng trên dưới 40 triệu dân, mà riêng cái thành phố Istanbul nó là 18 triệu dân. Thủ đô nó là Ankara, thủ đô nó thì nằm tuốt dưới này. Thủ đô nó nằm trong này, nhưng mà cái thành phố Istanbul nó nằm đây. Mà thành phố nó đẹp lắm đó. Đẹp lắm. Thấy các cái nhà thờ Hồi giáo thấy ghê. Mà cái nhà thờ Hồi giáo nó kế bên nhà thờ Hồi giáo có cái nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Ai vô bên kia vô, ai ở bên này ở. Tới cái bài mà về Hồi giáo tôi sẽ nói cái đó cho quý vị xem. Ngộ lắm á. Tôi đến đó. Cái vùng này nè, cái vùng chỗ này là Istanbul nè, nó có một cái khu núi, cái núi vậy này, nó phạt ngang cái mặt, nó có làm mấy cái chỗ để thờ trong đó, trong đó có cái tượng Đức Mẹ Maria, theo những cái người hướng dẫn mình nói là Đức Mẹ Maria chết ở chỗ này, cho nên có cái tượng thờ đó. Để tới cái bài đó tôi nói gì, thờ đặc biệt cái tượng thờ Đức Mẹ Maria nó cái tượng nhỏ nhỏ này, mà có một cái tay thôi. Có một cái tay à? Tại sao nó vậy? Để cái bài sau tôi nói nha. Tôi đến cái chỗ đó cũng hay lắm. Rồi. Thì khi đó, khi nó như thế này, trong cái giai đoạn này thì là mạnh đứa nào mạnh lên nấy phát triển, nấy chiếm, nấy thôn tính, nấy chiếm thuộc địa, nấy xây dựng những cái đế chế. Nhưng mà tới một cái lúc thì cái đám này nó mạnh hơn, nó đầu nó đánh giặc cái đám kia ra hết để nó chiếm được thuộc địa. Quý vị biết đạo Hồi đó, nó xuất hiện là thế kỷ thứ 7, tức là năm 1640. Cho tới thế kỷ 17-18 á, đạo Hồi nguyên cái khu này là đạo Hồi nè. Nó xuống luôn dưới này nè, qua cái Indonesia nè, qua Mã Lai nè, cho nên vô cái chỗ Chiêm Thành Việt Nam nè, ấy có đạo Hồi Ấn Độ rồi đây nè, rồi là Pakistan cũng Hồi đó. Nhưng mà tới thế kỷ 17-18, cái đám châu Âu nó chiếm cái này, chiếm cái đây, đánh bật cái đạo Hồi ra hết. Tức là cái Kitô giáo nó đánh bật cái đạo Hồi ra. Cho nên bây giờ đạo Hồi nó phản kích trở lại như cái hiện nay đó.
Tức là đã có một cái thời kỳ, trừ có cái khu vực này là đạo hồi nó chưa qua, chứ toàn bộ khu vực này nè gần như là đạo hồi. Nguyên cái vùng ở trên này, dài trên này, nguyên cái vùng này, nguyên cái vùng Ấn Độ, Pakistan đây, đây nè, Pakistan nè, Ấn Độ nè, Nepal nè, rồi là Indonesia nè, nguyên đây nè, rồi Mã Lai nè, Việt Nam nè, là đạo hồi phát triển. Thế thì chúng ta thấy ở cái thời kỳ là hiện đại, tức là sau cái đệ nhị thế chiến năm 45, thì cái tình hình phát triển các cái tôn giáo nó biến động rất lớn bởi các cái thế lực chính trị trên thế giới, nó cũng bị là phân cực ra rất nhiều cái cực khác nhau. Chứ nó không phải như ở những cái thế kỷ trước đây mà chỉ có một nhóm ở chỗ này, chỉ có một cái hệ tư tưởng đế quốc này, mà sau đó có nhiều cái hệ tư tưởng khác, đặc biệt là từ khi có cái nước Nga rồi nguyên cái hệ cộng sản. Chính vì vậy mà trong cái thời kỳ cận đại và hiện đại, đặc biệt hiện đại, thì cái các cái hình thức tín ngưỡng tôn giáo nó cũng đã có những cái sự thay đổi. Sự thay đổi đó bởi vì không thay đổi cũng không được. Người ta nói là những cái lần mà cải cách, những lần canh tân, mình hay dùng cái chữ là hội nhập vô xã hội đó. Cho nên là anh không có thích nghi, anh không thích nghi được với cái xã hội đó thì khó lòng mà tồn tại, vì anh đâu có phát triển nó được. Cho nên tôn giáo nào cũng vậy, để phát triển, để mà ghim vô được cái chỗ đó, trụ được chỗ đó, rồi là làm cái chuyện là truyền bá tôn giáo của mình ra được, mở rộng ra được, tức là anh phải hội nhập vô, anh phải thích nghi vô đó. Thì chính vì vậy mà trong giai đoạn cận đại và hiện đại đó, hiện nay đó, thì cái tôn giáo nó phải thích nghi từ cái Thiên Chúa giáo, cái Kitô giáo, cho đến các cái Hồi giáo cũng vậy, và cho đến cái Phật giáo cũng vậy. Nếu anh nào mà cổ hủ, cố chấp, cứng ngắc, không có một cái sự canh tân, không có sự canh tân, thì là anh sẽ bị là thu hẹp lại, thu hẹp lại. Đó là cái khái quát chung về cái tôn giáo. Bây giờ thì tình hình vậy cho tới ngày nay, trên cái trái đất này 6-7 tỷ dân ấy, thì cái ý thức tín ngưỡng tôn giáo nó có ảnh hưởng cỡ nào đối với cái nhân loại trên cái hành tinh này, trên các cái châu lục này. Thì theo một cái tài liệu điều tra của một cái hãng thông tấn Fides, vào năm 2010, hãng thông tấn Fides người ta tính trên thế giới hiện nay có hơn 85% dân số thế giới theo một tín ngưỡng này hay một tín ngưỡng khác, tức là theo một tôn giáo này hay một tôn giáo khác. Hơn 85% gắn bó với một cái tôn giáo nào đó. Và trên thế giới hiện nay không có một cái quốc gia nào mà không có tôn giáo hết, không tôn giáo này tôn giáo khác.
Cũng theo cái tài liệu điều tra này thì người ta rất rất nhiều cái tôn giáo lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà người ta tạm chia ra, người ta chọn ra 10 cái tôn giáo lớn hoặc là nó có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Cái thứ nhất là Kitô giáo. Kitô giáo, Kitô giáo tức là nó gồm có cả là Thiên Chúa giáo nè, Anh giáo nè, cái Chánh thống giáo nè, hay là Tin lành nè, đó là trong cái nhóm Kitô giáo. Thì người ta tính trên thế giới cái Kitô giáo này có khoảng là 2 tỷ 100 triệu tín đồ, 2 tỷ 1 tín đồ. Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Nho giáo, cái tôn giáo truyền thống là Nhật. Nhật nó cũng có một cái tôn giáo, tôn giáo truyền thống, thần giáo, rồi cái đạo Sikh, S-I-K-H, rồi các cái tôn giáo mới. Ta chia ra, tạm chia ra là 4 nhóm này, chia ra 10 cây đó. Thì người ta tính là Thiên Chúa giáo thì bao gồm cả Chánh thống giáo nè, Kitô giáo là bao gồm cả Chánh thống giáo, Thiên Chúa giáo, rồi Anh giáo, rồi Tin lành. Thí dụ quý vị thấy mấy Nga, Nga phần lớn là theo cái Chánh thống giáo đó, cái Chánh thống giáo đó. Thì có khoảng 2 tỷ 1. Hồi giáo thì bao gồm cả các hệ phái như là Sunni, như là Sikh, như là tức là cái đạo CI, Hồi giáo CI mà tiêu biểu là cái nước Iran á, Iran á, cái ông mà giáo chủ Khomeini mà đổi nón như là cái bánh tiêu trên đầu đó. Rồi các cái nhánh khác của Hồi giáo thì ta tính Hồi giáo là có khoảng 1,5 triệu, mà xin lỗi, 1,5 tỷ, 1,5 tỷ. Ấn giáo nói là, nói Ấn Độ giáo đây là nói một cái nhóm các cái tôn giáo nó xuất hiện ở tiểu lục địa Ấn Độ, nó có những cái điểm giống nhau, mặc dầu cái xuất phát điểm khác nhau nhưng mà nó cũng có những cái điểm tương đồng, cho nên người ta xếp nó vô là cái nhóm là Ấn Độ giáo. Thì nó bao gồm nhiều đạo, gồm có đạo Hindu nè, đạo Kỳ Na giáo nè, Bà La Môn rồi đó, đó là cái nhóm Ấn giáo, đạo Ba Hai rồi đó. Thì người ta tính Ấn giáo là có khoảng 900 triệu, 900 triệu. Phật giáo bao gồm cả Đại Thừa, cả Tiểu Thừa và các cái tông phái khác. Thí dụ bên mình đây là có cái như là cái Phật giáo Hòa Hảo, hay là như là cái phái Khất Sĩ, vân vân. Thì người ta tính trên thế giới có 396 triệu thôi, 396 triệu. Nhưng mà chỗ này nên mở ngoặc nè. Thế nhưng mà người ta đã phân tích cái hệ thống là lý luận kinh lễ của Phật giáo nó có ảnh hưởng rất lớn trong các cái đời sống xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thí dụ như ở Việt Nam mình,
Mặc dù người ta không phải là những cái người mà đã quy y ở đâu cả. Thế nhưng mà người ta thờ cúng ông bà. Nhưng mà rõ ràng là tất cả những cái ảnh hưởng, cái sinh hoạt, cái văn hóa điều đó là ảnh hưởng của Phật giáo. Ảnh hưởng Phật giáo. Vì vậy người ta tính là, nếu tính là những cái tín đồ mà bán kiến thức đó, của Phật giáo thì tất cả lên tới 1.6 tỷ. 1.6 tỷ. Chứ không phải là 396 triệu. Thì sao? Nho giáo, cái thứ năm là nho giáo, tức là những cái đạo giáo của Trung Quốc, Khổng giáo, Lão giáo rồi đó. Thì người ta tính có khoảng 150 triệu. 150 triệu. Cái Do Thái giáo thì nó có 21.5 triệu thôi. Nhưng mà quý vị chú ý cái Do Thái giáo đó, để lát mình tính. Nó có 21.5 triệu thôi. Cái tôn giáo truyền thống ở châu Phi, cái này nè, ở châu Phi đó, thì nó có khoảng một tôn giáo truyền thống ở châu Phi khoảng 100 triệu. Khoảng 100 triệu. Cái thần giáo của Nhật Bản nó cũng có khoảng là trên dưới 30 triệu thôi. Cái đạo Sikh nó có khoảng 22.5 triệu. Và các cái tôn giáo mới hiện nay nó xuất hiện nhiều tôn giáo mới ở cả năm châu lục đều có, thì nó khoảng là 154 triệu. Như vậy người ta tính trên thế giới hiện nay, với một cái số lượng, đây là cái tài liệu điều tra từ năm 2010 thì có khoảng là 85% dân số thế giới theo một cái tín đồ, theo một cái tín ngưỡng nhất định. Nhưng mà trong đó đặc biệt để ý là cái Kitô giáo này là có mặt khắp cả năm châu lục, gần như cả cái khu vực này của châu này là hệ tín ngưỡng là Kitô giáo, và gần như cả khu vực châu Mỹ này hệ tín ngưỡng chính của họ là cũng Kitô giáo. Vì như hồi nãy tôi nói đó, trong quá trình phát triển cái chủ nghĩa đế quốc xâm chiếm thuộc địa, đi theo đó là các hệ tư tưởng đi theo. Ngay cả khu vực châu Á như Philippines, mình thấy bảo đợt nào cũng vô Philippines, bảo đợt nào cũng vô Philippines đây, ở ngoài này bảo thổi vô Philippines trước. Đất nước Philippines là hơn 90% dân số là theo đạo Thiên Chúa giáo. Ở khu vực này có những cái nước, ví dụ như cái quốc đảo Manta chỗ này nè, 100% ở Thiên Chúa giáo. Người ta phân chia, người ta thấy là ở châu Âu có khoảng 50% dân số theo Thiên Chúa giáo. Ở châu Mỹ gần 70%, ở châu Phi hơn 40%, ở châu Úc khoảng 30%, và ở châu Á thì có khoảng từ 3-5% thôi. Kitô giáo. Rồi, chúng ta qua tới cái ý thứ ba. Một số tôn giáo lớn trên thế giới. Rồi, qua ý thứ ba, rồi quý vị nghĩ một số các tôn giáo tiêu biểu. Mình sẽ tìm hiểu trước cái Ấn Độ giáo. Đi dạy cho cái học viện mình cái mà tôi sợ nhất. Tôi không có sợ dạy, không sợ kiến thức gì. Sợ nhất gì quý vị biết không? Sợ chấm bài. Tôi đang chấm hai lớp kia là 300
80 bài. Mà giữa kỳ chấm một lần rồi cuối kỳ một lần nữa lại hai cái là 700 mấy chục bài. Mà cái này đâu phải như là cái bài toán mà mình có cái đáp án mình dòm vô ra là cái đề số 1 thì phải ra là bao nhiêu, đề số 2 ra nhiêu, giờ mình chấm nữa. Này phải đọc hết trơn. Nhưng mà khi chấm bài thì đọc bài thì nó cũng rất là thú vị, rất là hay, là mình cũng học được trong những cái nội dung mà các cái tăng ni sinh viết. Nhưng mà cực kỳ chán là khi cái bài này người này chép của bài kia, đọc 10 bài như có một thì chán lắm. Chán lắm. Cho nên đề nghị là với tôi tới trường thi nói trước, tài liệu cứ dở ra coi nha. Nhưng mà phải chuyển hóa nó thành cái của mình. Cái của mình. Kể cả mình đưa ra những cái lập luận mà khác lại với thầy dạy đó, cũng được. Với những cái lý lẽ mình phân tích cho nó đúng. Và quý vị yên tâm, đừng có lo chuyện thi cử như tôi nói ngay từ đầu rồi. Đến đây để mà phổ biến những cái kinh nghiệm để mà mình nghiên cứu. Chứ không phải đến đây đi lắc bầu cua, úp cái tổ lắc lắc rồi đố gì trong đó, không có. Và quý vị tăng ni sinh cũng khỏi lo, khỏi đừng có sợ, khỏi sợ thi lại gì đó, không có đâu. Nha. Mấy lớp rồi tôi chấm, tôi thấy có nhiều bài viết rất rất là tốt đó. Viết tốt lắm á. Viết mình đọc vô mình biết cái trình độ của cái người đó liền. Nhưng mà rồi cái này nhắc trước, ráng cố gắng dùm viết chữ đọc cho được á. Sợ nhất là những cái bài viết 4-5 trang mà chữ đọc là không nổi. Viết chữ đẹp thì càng tốt rồi, nhưng mà nếu mà mình không có qua tay viết đẹp thì cố gắng viết để cho người ta đọc cho được. Chữ là cái phương tiện để truyền thông. Mình viết mà để mình đọc thôi chứ cái người khác đọc không được thì thôi vô phương. Ráng cố gắng dùm cái đó. Đặc biệt nên ghi những cái ý kiến kiến nghị của mình. Đó là cái gì?